mọi người cần trưng thật là nhiều đồ và tượng thật là to thì mọi người có thể tham khảo mẫu này nha mọi người. Mẫu này rất là mềm, giá của nó chỉ có 9 triệu thôi nha mọi người. Bình thường những cái cây này mọi người mua ở ngoài thị trường thì phải tầm 10 triệu, 11 triệu là bình thường. Còn cái cây này bên mình bán tại giá sở sản xuất nên giá của nó chỉ 9 triệu. Kích thước ngang 81, sâu 68, cao 1m07 nha mọi người. Đây cho mọi người xem. Đúng số nha mọi người, cái này là bên mình làm là đúng số nha. 68 này mọi người thấy không, 68 ngang này, ngang 81 này, mọi người thấy lớn không? Thì mọi người có thể thấy là cái thiết kế này là mình sẽ lại để được rất là nhiều đồ nha. Bên cạnh đó thì mọi người có thể thấy những cái cột này. Cột này nó sẽ là cột 14 nha mọi người. Đo cho mọi người, mình sẽ đo cho mọi người xem luôn nè. Đó, cột này sẽ là cột 14 phân luôn. Và đục chạm thì cái kiểu đục chạm này là chạy máy CNC. Do vậy khi mọi người lau bụi hay quét gì thì nó sẽ rất là dễ ra luôn nha mọi người. Tại vì do là cái độ sâu của nó sẽ không sâu lắm, nó sâu vừa thôi. Do vậy mình cái cây phủi qua cái là nó sẽ bay hết bụi ra luôn. Và phía bên trong thì mọi người có thể thấy thêm là có hai bên nó sẽ có hai khánh rồng, giữa có khánh một cánh chữ phúc. Ở bên trong nữa thì cái vách này thì nó sẽ là vách nguyên tấm nha mọi người. Vách nguyên tấm, chất cây của bàn thờ này 100% là gỗ gõ đỏ nha. Vách nguyên tấm, dưới cũng vách nguyên tấm và là vân lựa hết. Do vậy mọi người có thể thấy cái dòng vân lên rất là đẹp phải không ạ? Và phía dưới nữa thì chúng ta sẽ có thêm một cái mâm cúng. Đó, mâm cúng luôn. Mâm cúng nó cũng khá là lớn nha mọi người. Mình sẽ đo cho mọi người luôn nha. Mâm cúng này nó sẽ vào là vào 58,5 này. 58,5 nha mọi người. Và tổng phủ bì khi mà nhiều người hỏi thì mình sẽ đo luôn cho mọi người luôn nha. Nó sẽ ra là tới cái mép quán này thì nó sẽ là 97 nha mọi người. 97 nha. Thiết kế thì mọi người có thể thấy cái chân này mình sẽ làm chân là chân 12 đục vừa, chạy bằng máy CNC đục vừa. Phía bên phần bên hông thì mình mọi người có thể thấy nó yếm của nó sẽ là rơi ngậm tiền. Cho mọi người xem ạ. Bên hông thì sẽ là yếm rơi ngậm tiền. Lên trên nữa thì mọi người có thể thấy nó sẽ bắt đầu nó sẽ chạm là chạm vách sen. Và phía đằng sau mình sẽ cho mọi người cho phía đằng sau luôn. Sở dĩ cái hàng này dán nó mềm, mọi người có thể thấy thiết kế này nó thiết kế theo kiểu rẻ dày. Đây cho mọi người xem. Tức là cái phần này thì mọi người có thể thấy nó sẽ là 2/7 nè. Kẹp rẻ dày là sao? Tức là cái mặt ở trên đây thì nó chỉ dài khoảng 8 ly thôi. Mình kẹp lên cho nó dày lên nha mọi người. Nhưng mà mọi người có thể để sức nặng ở trên đây từ 50kg đến 80kg là chuyện bình thường nha mọi người. 50kg đến 80kg. Mình 70kg à mình. Đó mọi người thấy không? Do vậy ấy, là không phải mặt mỏng là nó không chịu được, không xả nha mọi người. Tại vì mình thiết kế chuẩn ở dưới là các cái hệ đỡ ấy. Do vậy cái sản phẩm nó sẽ rất là chắc, để mọi người để lên nó rất là thoải mái. Bên cạnh đó nếu mọi người không thích kiểu mặt mỏng thì mọi người có thể đặt hàng bên mình làm mặt dày nha mọi người. Vì cái mẫu này thì mình đang giới thiệu cho mọi người đây là một cái mẫu bàn thờ phổ thông. Đó, mọi người có thể xài để trưng rất là thoải mái và giá thì rất là hợp lý. Còn tất nhiên là nếu mình làm mặt dày lên thì giá thành nó sẽ mắc lên thôi. Rồi, cần tư vấn gì thì mọi người có thể để lại bình luận bên dưới nha. Hoặc là gọi trực tiếp cho bên Sườn Gỗ Một Gia Đình nha. Những cái sản phẩm này bên mình giao tới không dấu mô tả, mọi người trả hàng cho bên mình hoàn toàn miễn phí nha mọi người. Cảm ơn và chào tất cả mọi người.